Em là Hậu, em xin trình bày phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo đó là sơ đồ nối chân. Thì sơ đồ nối chân thì LCD sẽ được nối với chân A4 và A5 của Arduino. Buzzer sẽ được nối vào chân số 5, và LED đỏ sẽ được nối vào chân số 6, LED xanh sẽ nối vào chân số 7. Về RC3522 thì chân SS sẽ được nối với chân số 13, SCK sẽ được nối với chân 11. MOSD sẽ được nối với chân số 10 và MISO sẽ được nối với chân số 12. ARQ thì sẽ không được nối chân, reset thì được nối chân vào chân số 8. Tiếp theo đó là nguyên lý hoạt động của nó. Thì khi chúng ta đưa thẻ RFID vào đầu độc RC522, thì khi đầu độc phát hiện được thì sẽ hiện lên màn hình là tên của một người ở phòng trọ mà mình đã đăng ký trước, và sẽ hiện vào. Khi quẹt lần tiếp theo của thẻ đó thì sẽ hiện ra là người đó đi ra ngoài, và đồng thời thì tại lúc đó thì thẻ đóng thì đèn xanh sẽ sáng lên, và buzzer sẽ kêu lên một tiếng, và LCD cái hiện lên là báo hiệu người vào hay ra. Và lúc đó thì dữ liệu sẽ được gửi lên Excel và sẽ in ra là ngày 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 vào ngày ngày vào giờ vào và ngày ra giờ ra, người đó ở phòng nào và tên gì. Thì nếu mà khi thẻ sai thì buzzer sẽ kêu lên 5 tiếng liên tiếp và đèn đỏ sẽ nháy 5 lần. Thì lúc đó thì trên LCD cũng sẽ hiện lên là người lạ, và xin thử lại, và Excel sẽ hiện lên warning rằng là có người lạ đã vào để quét thẻ, thì báo hiệu cho người chủ nhà thì cũng đã được in lên LCD. Thì phần trình bày của em đến đây xin hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem. Chào thầy và các bạn. Tiếp theo em sẽ nói đến phần code của mô hình chúng em và để bắt đầu thì em phần code thì em sẽ khai báo thư viện của SPI như MFC522 và thư viện của LCD, và em sẽ define, em sẽ khai mặc định cho nó là chữ số 9 và chữ số 10 là chữ tín hiệu, và gán cho thẻ MFC522 là pin và reset pin và LCD I2C0x27 và LCD là 16x2, và ID của thẻ là em sẽ chọn là 3 thẻ. Thì để lấy thẻ này thì em mở một cái exam cũng như để đọc mã thẻ. Và em bắt đầu tiến hành chạy chương trình. Và chạy chương trình xong em bắt đầu lấy ID của thẻ. Thì đây là ID của thẻ và em sẽ gán vào khai báo ở phần thư viện. Và khai báo ở phần thư viện và em sẽ lấy là 3 thẻ. Và em sẽ khai báo đèn, và em khai báo hết đèn LED ở chữ số 6, số 5, và buzzer sẽ kêu là chữ số 8, và em sẽ dùng lệnh string là khai báo về tên tên riêng
và người Warring kêu khi gặp người lạ, khi thẻ lạ quét, và number là để hiển thị số vòng của người đó. Và em chuẩn dùng seri pin 5962 là chuẩn giao tiếp của Arduino với máy tính, và bắt đầu em sẽ ring ra lệnh là clear cell là để xóa hàng cột, và bắt đầu in ra bảng ngày, tên, số phòng, thời gian vào, thời gian ra và cảnh báo. Là em sẽ chọn đèn ở mức output là 10 giây, 101 giây khi đèn sáng, và bắt đầu LCD sẽ hiện ra chữ hello và khu chợ khu ba sẽ chớp nháy, và bắt đầu em dùng void loop bắt đầu RFID sẽ bắt đầu sẽ đọc thẻ và chọn thẻ. Nếu thẻ đúng như cái thẻ mà em đã chọn là thẻ thứ nhất là Hồ Thanh Hậu, ID thẻ thứ nhất là Hồ Thanh Hậu, thì sẽ in ra ngày tháng năm và ngày tháng năm và thời gian vào thời gian ra. Còn nếu sai Hậu thì em sẽ đến với Hiếu, chọn Hiếu, hoặc là thứ ba thì sẽ tới Võ Chí Long. Và nếu như thẻ không hợp lệ trên ba thẻ đó thì sẽ led xanh sẽ tắt và led đỏ sẽ sáng và buzzer sẽ kêu, và trên LCD sẽ hiện ra thẻ không hợp lệ và bắt đầu xin thử lại quét, và sẽ hai này là sẽ binh ra Excel là cảnh báo khi có người cố ăn nhập vào, và sẽ sinh ra thời gian của người cố ý muốn quẹt thẻ, và bắt đầu dòng lệnh này là sẽ chớp tắt led cảnh báo buzzer, và khi đó tiếp tục nếu như thẻ đúng như kia thì em sẽ in ra goodbye, là khi thời gian đó là thời gian vào và bắt đầu thời gian ra thì sẽ hiện goodbye, và sẽ cũng xuất ra bên Excel là thời gian vào ra của người đó, và như thế cứ tiếp tục đến thẻ thứ nhất, thẻ thứ hai và thẻ thứ ba, và em đến đến với phần giao tiếp BSLDAQ là như thế nào, là chuẩn giao tiếp UART giữa con Arduino với máy tính, và đây là phần kết nối và em bắt đầu thực hiện kết nối, và em sẽ tiến hành nạp chương trình. Và chương trình đã xong. Và em bắt đầu quẹt thẻ thì sẽ rinh ra thời gian Võ Chí Long, ngày Võ Chí Long và thời gian, và sẽ in truyền đến gửi đến Excel. Và em sẽ dùng Excel, đó là chuẩn U à, kết nối giữa Excel với máy tính, và em sẽ xài bọc 3. Bọc 3 là tại vì em kết nối Arduino với bọc bọc 3, và bọc 3 và 9600 là chuẩn kết nối của Arduino với máy tính, và em đầu kết nối và ngày, tên, số phòng và thời gian vào ra, và sẽ quẹt thẻ, và các bạn thấy Chí Long thời gian vào là 8 giờ 22 và thời gian ra của bạn Chí Long là, và tiếp như thế em sẽ quẹt cái thẻ thứ hai là người lạ, thử lại cảnh báo, và bạn Hồ Thanh Hậu, và bạn và đẹp với
với thời gian giúp ngắn gọn nên em chỉ chọn là ba ba thẻ được gắn tên với tương ứng số phòng là 123. Và cảm ơn. Nào tao lý người ta nhờ mày đi vô. Ê, rồi đấy.